Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di động Nhật Nam, kênh chuyên bán iPhone cũ quốc tế. Cam kết là không bán máy đã sửa chữa trên men hoặc là thay thế màn hình linh kiện vào máy, chỉ bán máy zin cũng như chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Khi mua hàng tại shop Di động Nhật Nam, các bạn sẽ phải đặt cọc trước 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu qua một trong hai hình thức. Đó là chuyển khoản để đặt cọc hoặc là các bạn có thể gửi mã thẻ cào để đặt cọc cho Nhật Nam các bạn nhé. Còn mọi thông tin về shop Di động Nhật Nam thì các bạn có thể tìm thấy trên Google bằng cách các bạn có thể vào Google Maps hoặc là Google tìm kiếm để các bạn search chữ Di động Nhật Nam là sẽ thấy tất cả thông tin của Di động Nhật Nam, chẳng hạn như thế này. Hạn các bạn tìm kiếm bằng Google thì đây, các bạn vào Google, vào trình duyệt này, các bạn sẽ chỉ cần vào Google search thôi ha. Google search, các bạn search chữ Di động Nhật Nam giúp mình nha. Di động Nhật Nam. Đấy. Các bạn search lên, các bạn sẽ thấy có những cái bản đồ đây, có bản đồ này các bạn này, có thể chỉ đường để đến shop Nhật Nam ha. Và khi các bạn vào đây tìm kiếm mình thì vui lòng đánh giá hộ mình cái tiêu chuẩn 5 sao, 4 sao gì đó để cho mọi người khác tin tưởng và ủng hộ. Đấy, và đây có, trên đây nó cũng hiện lên cả cái kênh YouTube của Nhật Nam này, mình cũng có thể bấm vào đây để nó đi đến kênh YouTube của Nhật Nam đó. À, kênh này chuyên bán iPhone, còn mình có thêm kênh bán Android rồi kênh bán máy xấu nữa, nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Còn về mua bán thì các bạn yên tâm, khi hàng đến là các bạn sẽ được kiểm hàng rồi mới phải thanh toán. Tiền đặt cọc thì đã trừ được trừ luôn vào tiền máy, các bạn sẽ phải thanh toán một cái khoản phí ship của Viettel nữa, vì Nhật Nam không bao phí ship, chỉ bao máy zin và bao một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất, cũng như là đối với sản phẩm iPhone thì Nhật Nam luôn luôn là tặng dán cường lực, ốp dẻo và sạc tai nghe, thì có một số đời có, một số đời không các bạn nhé. Đây chẳng hạn các bạn cũng có thể vào cái map, các bạn có thể vào cái map, tức là cái bản đồ, bản đồ trên máy của bạn. Đấy, các bạn có thể vào đấy, bạn tìm Di động Nhật Nam cũng có Di động Nhật Nam. Đấy là các bạn sẽ thấy có cái địa chỉ shop của mình, các bạn có thể bấm chỉ đường một phát là nó chỉ đến tận ổ luôn ha. Ok, đấy, cái này mình đang tắt định vị đi, mình phải mở định vị lên thì mới bấm chỉ đường được ha. Đấy, ok, thế các bạn thấy này, đó, nó sẽ chỉ đường đến tận cái shop Nhật Nam nhá, và bắt đầu đi này, đi mất 2 phút này đó. Ok, rồi thì cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và tin tưởng ủng hộ nha. Các bạn nào mà xem mà chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hôm nay mình có được một ít iPhone, có một số máy thì mình cũng đã giới thiệu trước đây rồi, chưa bán được, và có một số máy thì mới cập nhật về shop ngày hôm nay, nên là mình tiện thể mình cũng update lại cái giá cả để cho mọi người thuận tiện hơn trong cái việc mua bán ha. Thì đầu tiên mình có duy nhất một con iPhone X bản 256GB màu trắng, máy khá là keng. Con này máy mã Mỹ và pin 90% các bạn nhé. Máy mình đã kiểm tra là zin nguyên bản nhà sản xuất luôn, len keng như xà beng. Giá bán 11.300.000. Con này là bản 256GB nha các bạn. iPhone ở thời điểm này đang lên giá nên rất mong các bạn hãy thông cảm cũng như là cân nhắc trước khi mua. Rồi, ok. Máy rất là đẹp, mới, mới leng keng xà beng luôn. Mình sẽ xoay một vòng kỹ cho bạn xem có ai tìm kiếm ra một cái vết chày nào không nhá. Đấy, rất đẹp luôn, không có một vết chày dù là nhỏ nhất các bạn ạ. Tiêu chuẩn máy cũ là tiêu chuẩn tùy từng người đánh giá, nhưng nó sẽ có một tiêu chuẩn chung là tiêu chuẩn máy cũ là tiêu chuẩn máy đã qua sử dụng, nên các bạn cũng chỉ nên đánh giá cho nó khoảng hơn 9 điểm là khá là ok các bạn nhé. Các bạn đừng bao giờ lấy tròn 10 điểm, rất là khó cho người bán và kể cả các bạn mua cũng rất là khó nha. Đấy, khi các bạn đánh giá tiêu chuẩn máy cũ mà các bạn hãy nhớ chữ cũ trong đầu là đã có người sử dụng rồi, chứ không là khơi khơi không ai mất với mình vài triệu. iPhone X máy mã Mỹ, máy đẹp len keng xà beng phiên bản 256GB, giá bán 11.300.000, khi bán ra tặng kèm dán cường lực, ốp dẻo và một bộ sạc. Rồi tiếp theo đây là iPhone 8. iPhone 8 này thì nó sẽ là gọi là không đối thủ trong cái dạng mà máy phụ. Một số bạn hay mua là máy phụ nghe gọi này, thì con này không đối thủ, vì đạt cái tiêu chí là nhỏ gọn, là máy phụ rất là tiện lợi, chẳng hạn như là màn hình 4:7 và cấu hình khá là chuẩn luôn.
cấu hình con này đến thời điểm này chạy rất là ngon, và các bạn có thể còn chạy vài năm nữa cũng chưa lỗi thời đối với iPhone 8 này nhé, chưa bỏ mẫu. Đó, rất là ok, màn hình 4 inch 7 và chip chiếc ngon lành. Thì con này hôm nay mình còn một con màu đen, pin 84%, mình bán ra với giá 5,9 triệu các bạn nhé, 5,9 triệu. Tiêu chuẩn máy phụ là khá là ok, nghe gọi không, con này mà nghe gọi phải mấy ngày. Và vẫn có thể xài được những ứng dụng live ride và chụp hình chụp ảnh rất đẹp vì là iPhone 8 cơ mà. Rồi đây, tiếp theo đây là có một con màu đỏ, khá là thời trang ha, con này màu này thì khá là thời trang, ok. Và con này là pin 86. Thì đối với cái sản phẩm iPhone 8 thì cái camera nó lồi lên nên là đôi khi là nó bị những cái vết chấm ở viền này, rất là nhẹ thôi, không đáng kể bạn nhé. Còn ngoài ra ngoại hình không cấn móp chảy xước gì cả, rất là ok bạn ha. Đó, con màu đỏ này có giá bán 6,2 triệu các bạn nhé, máy rất là ok, ok, màn hình 4 inch 7. Rồi tiếp theo mình sẽ có iPhone 8 Plus. 8 Plus ở đây thì mình còn màu đỏ, và các bạn nhìn kỹ thì thấy tất cả nó cũng ok, nó cũng viền, camera nó lồi lên nên nó có một vài chấm chóc xi, không đáng kể, tuy nhiên máy cũ mà. Rồi ok, thì con 8 Plus 64GB này còn pin 85%, xài rất là chuẩn luôn. Nói chung từ đời iPhone 8 pin 8X là xài ngon lành rồi các bạn nhé, không cần phải lăn tăn. Mình đã làm những cái bài test cho nó rồi nên mọi người chỉ việc dùng thôi. Rồi 8 Plus 64GB máy mã Mỹ màu đỏ, sẽ có giá bán là, con máy này nó hơi chấm chấm tí chỗ camera, mình sẽ bán ra cho các bạn với giá 8,5 triệu, có duy nhất một máy nhá. Còn duy nhất một máy giá này. Đó, các bạn nhìn kỹ này. Ok, nó hơi đấy, chóc xi chấm chấm ở trên viền camera một tí xíu, không đáng kể bạn nhá, 8,5 triệu. Rồi ok, đây mình có một con 6S Plus 16GB máy màu hồng, giá 4 triệu. Những con 6S Plus trở xuống thì có tặng kèm đầy đủ cả tai nghe luôn. Đấy, và dĩ nhiên là bao pin, pin phải xài ngon mới bán ra cho các bạn, còn không thì cũng chính Nhật Nam là phải bảo hành cho các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm đi, đừng lăn tăn. 6S Plus này sản xuất 2016 rồi, thì đến nay cũng khá là lâu, 2016, 2017 thì đến nay cũng 3-4 năm rồi, nên là pin nó cũng chết là lẽ đương nhiên các bạn nhé. Nên là pin thay, thay rồi thì không cần thay nữa. Đấy, 4 triệu với máy màu hồng. Và tiếp theo là máy màu gold là 4,1 triệu. Còn một con màu gold cũng khá là đẹp. Và chắc chắn rồi, nếu mình kiểm tra pin mà không đạt tiêu chuẩn, mình thay luôn cho các bạn. Và với giá bán 4,1 triệu con 6S Plus 16GB màu gold này, thì còn duy nhất một máy các bạn nhé. Tặng đầy đủ phụ kiện ha, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng. Rồi tiếp theo đây mình sẽ có một con iPhone 7 Plus duy nhất tại shop ngày hôm nay, màu silver hay còn gọi là màu bạc trắng. Đấy, lưng sau màu bạc và mặt trước màn hình là màu trắng các bạn nhé. Con này phiên bản 32GB, iPhone 7 Plus 32GB. Các bạn lưu ý là còn duy nhất một máy 7 Plus 32GB, hàng đẹp keng. Giá bán 6,2 triệu các bạn nhé, 6,2 triệu. Rồi tiếp theo là XS Max, mình còn đủ 3 màu. Đây có màu đen 94% pin. Đấy, và một con này mình còn chưa lột cả cái siêu này ra. Tuy nhiên máy thì ngoại hình đẹp len keng xà beng rồi, các bạn không cần phải lo lắng. Pin còn 90 mấy% mà XS Max thì xài bao trâu. Đấy, rất trâu luôn. Ngon lành cành đào. Và máy màu đen này mình sẽ bán với giá là 13,6 triệu các bạn nhé, 13,6 triệu. Giá rẻ nhất trong 3 màu. Ok, rất là ok. Và ở thời điểm này những con hàng keng chuẩn zin như thế này rất là ít hàng các bạn nhé. Thời gian gần đây hàng về không được, chính vì lẽ đó nên giá iPhone nó hơi cao, mong mọi người hãy thông cảm và cân nhắc. Rồi tiếp theo là bản XS Max 64GB màu trắng, các bạn thấy này, máy có thể nói leng keng như máy mới luôn, đạt tiêu chuẩn leng keng như xà beng. Và đây là bản 64GB máy mã Mỹ luôn nhé các bạn nhé. Và màu trắng này nó sẽ cao hơn màu đen 100.000, nó sẽ có giá là 13,7 triệu. Con này pin 93%. Rồi tiếp theo đây mình có một con màu gold. Màu gold thì giá rất cao, vì không hiểu tại sao giá cao mà vẫn bán chạy. Chắc là mọi người, nhiều người hợp phong thủy với cái màu này, với cầm cái màu này nghe kiểu nó sang chảnh sành điệu hay sao đấy. Nên là rất là nhiều bạn tìm mua lên, chính vì lẽ khan hàng nên là hàng không về được nên giá nó bị đội lên hơi cao nhá. Đấy, thì mình thì cũng chỉ là một người buôn và bỏ vốn ra nhập máy về, mang uy tín trách nhiệm ra cũng như là mang kỹ thuật ra để test máy bán cho các bạn, nên là khi nhập cao thì cũng phải bán cao. Đấy, nên mọi người hết sức là thông cảm ha. Còn XS Max màu gold 64GB này cũng có pin 93% và máy đạt tiêu chuẩn, ngoại hình đẹp leng keng xà beng, chuẩn không cần phải chỉnh. Còn dĩ nhiên rồi, Nhật Nam bán ra là bao
quốc tế trọn đời luôn. Nên các bạn cứ yên tâm, bất cứ lúc nào máy của các bạn biến thành máy lốc và máy đó là mua của shop Nhật Nam, các bạn sẽ được hoàn trả lại tiền hoặc là được đổi một cái máy tương đương theo cái thời điểm các bạn phát hiện. Rồi ok, đây XS Max 64GB máy màu gold có giá bán 14.500, con này pin 93% nhá. Và dĩ nhiên rồi, tất cả những cái sản phẩm đời cao này thì nó sẽ dao động giá theo phần trăm pin, có những cái máy phần trăm pin cao hơn giá nó sẽ cao hơn các bạn nhá, hoặc thấp hơn nó sẽ rẻ hơn, mong các bạn lưu ý. Và đây, hôm nay mình có được một con XS hàng CBO, hàng này mình nhập về hôm trước nhiều lắm, bán hết sạch rồi, hôm nay chả còn, bòn mãi được một máy còn nguyên siêu đây. XS màu gold CBO, bạn nào mua rồi thì biết rồi nha. Đấy, thì nói đến CBO mình nói sơ một tí để cho một số bạn chưa hiểu về cái hàng CBO. Hàng CBO này có nghĩa là hàng tương đương với hàng mới, tuy nhiên được hãng Apple, hãng trái táo cắn dở đấy, xuất ra lần thứ hai nên gọi là hàng CBO. Tại sao lại có cái hàng CBO này? Chẳng hạn như một lần đầu nhà máy người ta sản xuất ra 1 triệu máy iPhone XS, trong đó có 100 máy bị lỗi gì đó trên men, thì đương nhiên họ phải tháo cái men lỗi đấy ra và đóng một cái men mới sản xuất khác vào, thì người ta gọi là hàng CBO. Chứ còn ở trong hãng là người ta không chơi sửa chữa như mấy ông lang băm ở ngoài đâu nhé các bạn nhé. Nhiều ông đồn thổi bảo hàng CBO này là nó sửa lại, nó mang ra bán lại, là không phải. Ở trong hãng họ một là thay men, hoặc hai là thay nguyên cụm. Đấy, nguyên cụm màn hình chẳng hạn, chứ họ không sửa chữa chọc ngoáy, nên mọi người không cần phải lo lắng. Và con iPhone XS hàng CBO này sẽ có giá là 14 triệu, máy màu gold bản 64GB, full hộp phụ kiện zin theo máy chưa acti. Đấy, khi nào bạn nào mua mình sẽ acti và gửi cho bạn đó, ok chưa? Đấy, rất là chuẩn, không cần phải chỉnh các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây, mình có thanh lý tồn đọng được một con iPhone 11 Pro Max, 11 Pro Max phiên bản 2 SIM mã ZA. Mã ZA là phiên bản 2 SIM vật lý các bạn nhé. Thì chúng ta đã biết đến là iPhone có thể sử dụng được 2 SIM, đó là một SIM điện tử và một SIM vật lý. Tuy nhiên đây là phiên bản người ta sản xuất để sử dụng 2 SIM vật lý hơn, vật lý luôn, cho nhiều những cái thị trường người ta không có cái eSIM các bạn ha. Hoặc là xài eSIM nó rắc rối cho vấn đề các bạn chuyển máy, đổi máy. Đấy, eSIM là dạng SIM điện tử, còn đây là SIM vật lý, có nghĩa là SIM bình thường của mình gắn vào là xài đó, xài được 2 SIM. Thì phiên bản 2 SIM này luôn luôn nó mắc tiền hơn bạn nhé. Và ở đây mình lại là hàng thanh lý rất là mới, máy là không khác gì một cái máy mới, và máy này chưa acti, hàng trưng bày tồn kho chưa acti. Đấy, mình có lột ra mình xem thử xem bên trong đúng mới hay không, thì cái guarantee nó bọng bọng thôi. Đây, và nguyên hộp phụ kiện như mới đây, nó là mới luôn chứ không phải như nữa. Đấy, cốc sạc đây, cốc sạc ui nặng lắm. Rồi cáp sạc này, bộ tai nghe zin chân dẹp theo máy này. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Thì hôm nay mình có một con 11 Pro Max này, màu đen, bản 2 SIM 64GB. 2 SIM là mã ZA nhé các bạn nhé. Đó, tuy nhiên mã nào thì cũng của Mỹ sản xuất. Và máy này thì các bạn cũng thấy là mới rồi, không chê vào đâu được ha các bạn ha. Không chê vào đâu được. Mình sẽ bán ra cho các bạn với giá là 26 triệu. Thì mình thấy có một số bạn nói sao mà máy mới người ta mã VN mà cũng chỉ tầm giá đó. Nó không phải, cái này là bản 2 SIM bạn nhé, bản 2 SIM nó mắc hơn ha. Ok. Chứ không phải là cái mã nào hơn mã nào, nhưng mà đây là cái phiên bản 2 SIM vật lý, nó rất là tiện cho các bạn sử dụng 2 SIM. Rồi ok, giá 26 triệu. Rồi tất cả vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn cũng một số iPhone, nhiều thì không nhiều nhưng cũng vừa vừa. Bạn nào mà kết máy nào hãy alo luôn cho mình qua số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để đặt cọc mua hàng nhé bạn. Mình chỉ làm những cái clip review trên kênh này thôi về iPhone, cho nên mọi người hãy thông cảm xem kỹ hết clip và lựa chọn cho mình một sản phẩm thật là ưng ý. Mình sẽ không chụp hình ảnh qua Zalo cho bất cứ ai hoặc Facebook cho bất cứ ai. Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này vì mình rất là bận. Với lại kinh nghiệm bán hàng nhiều năm cho thấy khi mình chụp hình ảnh qua cho khách là khách đấy không mua. Ok, cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ nhé. Các bạn hãy kiểm tra xem các bạn đã đăng ký kênh để ủng hộ mình chưa. Nếu chưa và cảm thấy yêu mến, các bạn hãy nhấn vào đăng ký để ủng hộ mình, cũng như nhấn like, nhấn chia sẻ để mọi người biết và mua iPhone cũ quốc tế một cách là gọi là hợp lý và chuẩn nhất các bạn nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống.